Để đón xem chương trình. Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Oh,